Xin chào các bạn, bữa nay mình ra ngoài dùng xây điện phủ các bạn, sửa máy cho chị kia. Giờ cái máy này chị mua được cũng 2 năm ổn rơ, mình sẵn mình thay. Nhưng mà nhiều bạn yêu cầu mình lên cái clip mà để chỉnh cái máy máy hộp Wisin thì các bạn, hộp treo các bạn. Hộp treo với hộp Wisin trục liền kế bên á, không phải hộp treo cũng chỉnh giống nhau bạn, có cái khác nhau. Xíu thôi, giống nhau là nhiều các bạn. Bữa nay mình hướng dẫn sẵn ở đây. Chị Lan là bị máy hư sẵn cho mình hướng dẫn các bạn luôn. Lên cái clip này cho mấy chị Cà Mau thì đang đợi mình, tính mình để lên phím thì xong rồi chút mình gửi về cho với bung 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 mi thuộc các bạn. Chỉ phút lúc cuối đoạn phim mình có ghép Trung Quốc nó gửi cho mình kêu bạn gửi cái set máy 8x7 mà chữ đỏ các bạn. Sẵn cuối mình cũng có ghép cái phim vô cho các bạn nhớ luôn, cái đó để set cái máy mà bị giống như dự máy với cái nói chung cái hộp có lỗi gì thì các bạn set như vậy nha. Còn này mình chỉ set máy hộp này, hộp này hộp Wisin, hộp rời các bạn, hộp treo các bạn. Đó, cái hộp này là cái bo Wisin này các bạn. Bạn vậy các bạn, hộp này, hộp này mình đang hướng dẫn các bạn là hộp bo Wisin các bạn. Đó, cái là cái hộp này các bạn, ở dưới đó. Đây, mình này hướng dẫn cho các bạn này nha. Này là cách bước thứ nhất là bấm để chỉnh tốc độ các bạn. Đó, cái này là hộp hộp Wisin các bạn. Đây, hộp Wisin. Đó, hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn nha. Đây, cách bấm này, bước đầu thứ nhất là các bạn bấm B để chương trình tốc độ đó các bạn. Cái này chỉ mai này 2 năm mà hồi xưa là ta có hướng dẫn cho chị rồi, nhưng mà có một cái là lâu quá quên các bạn rồi, mà cũng có điện thợ máy hướng dẫn giùm mà bảo chị cũng không bấm được. Hướng dẫn cho các bạn, nó nhỏ này, thợ máy thì không là rất là dễ rồi, nhưng mà trong gia đình sản xuất các anh em với mấy giàu nghề, mới giàu nghề các bạn, mình hướng dẫn gì cũng tích lũy được miếng kinh nghiệm các bạn, với tổ hợp nhà với anh em mai nhỏ gia đình bà con mai một cái mái nhà không biết chỉnh các bạn. Nó nhiều chức năng các bạn, có này hướng dẫn nhiều chức năng cho các bạn nha. Đó, thứ nhất là bấm B, bấm một cái thôi các bạn, bấm một B cái nó ra chương trình B01 là chương trình tốc độ, bạn nhớ là bấm B01 là tốc độ các bạn. Có lỡ bấm lỡ cái tay mà bấm hao để nhấn lâu nó ra nhiều quá thì các bạn giảm xuống còn cũng B01. Đó là chương trình B01 là chương trình tốc độ các bạn nhớ nha. Rồi bấm ít cái, yếm cái nó mình nói cho nay là 2 năm trời mà chỉ mai có 700 thôi các bạn. Chỉ mai cái yếm bảo hộ để nấu ăn các bạn, cái yếm mà cái yếm nấu ăn trước các bạn. Đó, để bỏ giá bỏ bán rẻ ngoài chợ các bạn mà phải gia công cho người ta thôi. Nhưng mà cái là mai vậy, chỉ mai cũng chậm tội nghiệp, tại hồi xưa bảo mấy học mai mà bà kêu bỏ mua ở Tân Bình các bạn. Nên là ra chỉnh tốc độ chậm cho chị cũng đúng. Người ta nói sau này là mai nhanh thì tao chỉ cho bấm lên, khi người ta chỉ không biết, chị cũng để gì chỉ mai hoài. Thấy thương các bạn đó. Xong rồi các bạn bấm nè, bấm nó tới 7.500 là các bạn, này tốc độ rồi nha, tăng tốc độ rồi, 7.500 là hết, nhưng mà mình xài 3.500 thôi các bạn cho máy im ái. Xong rồi bấm ít cái là nhớ các bạn, nó là 3.500. Rồi bấm nè, bạn nhớ lại nè, B là chỉnh tốc độ, B01 nó. Rồi bấm ít cái là kiểm tra tốc độ tăng giảm quyền của mình, các bạn nhớ nó tăng 3.500. Không bấm ít cái là nhớ, các bạn nhớ nha, đó là chương trình tốc độ. Còn lỡ bấm mà bấm sai này thì nó giảm xuống còn B01 nó. Các bạn bấm ít trên tốc độ tăng giảm quyền của mình, xong rồi bấm ít cái nó nhớ. Đó là chương trình tốc độ chạy nhanh chạy lẹ các bạn, đó là chương trình tốc độ. Còn sau đây là chương trình lỡ mối, và thứ hai là chương trình lỡ mối nè các bạn. Lỡ mối này có là đầu vô đầu ra, mà cái này lỡ mối nhiều lắm người ta không có xài các bạn. Đó, mình bấm trả lời bình thường nữa nè, lỡ mối đầu vô nè, đầu ra, hay bấm đây đầu vô, thích đầu vô thích đầu ra luôn, bấm là ra. Nhưng mà này rất là nhiều nên không có xài. Cái đợt này là đợt đầu nó ra liền trục hộp treo, nó làm hai chức năng, hai nó muốn xài với bây giờ nó ra hiện đại, nó ra chỉ có hai chỉ M thôi. Bấm nhánh thứ nhất là mà lại bám mối 3 mũi, bấm thứ hai bấm thêm nát thứ hai nữa là đi về, bấm thứ ba là nó quá nhiều luôn, đi về tới nữa các bạn, nên không có xài. Nhưng mà nó nhiều chức năng lắm, bấm thứ tư cái là tắt luôn, đó là thế hệ mới bây giờ học cũng bấm giống vậy luôn á, nhưng mà nó chỉ hai cái này chứ không có chỉ hai cái bên đây, hai chỉ N này, tại hồi đó người ta làm nó không chưa hiện đại bằng, bây giờ nó hiện đại hơn thì làm hai cái này là các bạn bấm nhiều thứ luôn, bấm tới muốn nhiều bấm hoài bấm hết thôi, bấm thích từ quận thứ tư là hết. Còn thường cái hộp này là các bạn bấm chỉ xài chỉ bên nào là vừa nè, đó các bạn bấm động đầu vô đầu ra, bạn nhớ nè, để đầu vô không xài thì xài đầu ra thôi, bấm đầu ra, còn không xài hơn người tắt luôn nó. Còn gì bấm đầu lên đầu ra không xài thì các bạn bỏ nó, bỏ đầu ra, bấm bỏ chứ không có gì hết các bạn. Đó, đầu ra không có nè các bạn, đầu ra không có, đầu vô có thì tắt luôn, mình có quyền các bạn. Đó, này đây là chương trình lỡ mối, chương trình lỡ mối này là tắt được hết nó các bạn. Còn qua chương trình này, bên đây là các bạn nhớ nha, chương trình này đặc biệt nha, cái bốn cái nút này là các bạn lập trình hết nè, bạn tắt không được, bạn chỉnh để làm lập trình xong mà tắt không được.
nên là mình hướng dẫn cho bạn này quan trọng. Nhiều khi mình đang làm nít lại bấm á, thì các bạn không phải nhớ là bấm lại cái nút trở lại bình thường. Nhiều khi đây nó máy kia nó có nằm đây nằm tùm lum hết, nhiều khi nó mũi tên nằm hướng này nữa các bạn. Nó nhiều bàn phím của anh em nó làm các bạn, nhà sản xuất nó làm nhưng cũng cấu tạo với nhau, có cái mũi tên đoạn cái mũi tên nhỏ này các bạn bấm trở lại bình thường hết. Nhưng bấm đây này, nó không bấm được các bạn. Cái này là cái chốt các bạn nhớ, là quên hướng dẫn các bạn, cái này là cái chốt nha. Cái này số 3 là ba quận của mình cũng làm thường các bạn, chốt nhãn hay chốt cái gì cái nách tay cũng ba quận là được rồi, nhiều quá nó xấu cái áo gì lắm, nó còm lên. Còn cái này là bên đây là bấm mũi, chỉ mà bạn chốt cái đầu nhãn á, các bạn bấm số 5 số 6 rằng cho thích cái đầu nhãn là 2,5 phân hay là 2 phân gì đó bạn, nó vừa thôi, nhu cầu bạn bấm lên sao nó vừa lọt lòng cái nhãn thôi, rồi mình chặn rất là đẹp mà nó rất là nhanh các bạn, nó tự động cắt chỉ luôn, tự động nhấn xuống cái là nó tự động cắt chỉ là món một quận luôn các bạn. Đó, thường mình xài ba quận chốt thôi, ba quận thôi. Nói vậy các bạn, đó là chương trình chốt. Còn tắt cũng được các bạn, bấm trở lại là bình thường, bạn nhớ nha, ai bấm lộn đâu, bốn lúc này bấm trở lại đây là bình thường hết đó các bạn nhớ. Còn á, cái kéo bạn muốn xài không xài thì tắt thì đây đó, nếu mà bạn chạy viền gì thì cắt cái kéo không được, cái viền mà gắn nguyên bộ luôn mà không cắt cái kéo, cắt cái gãy kéo uổng, nên tắt cái kéo ở đây. Nếu mà các bạn gắn tháo cử viền vô, bạn không tắt cái dao là có chặn cắt cái cử viền, nhiều lúc đó, nó lỏng cái nó chạy xuống ló dưới cái dao vòng, cắt cái bụp cái gãy dao vòng uổng nó, nên mình tắt luôn. Còn xài bình thường cứ bấm lên bình thường đó các bạn. Đó là chương trình lợi mối với chương trình chốt tay, với bên đây là tắt không được, lập trình các bạn tắt không được, bạn nhớ bấm trả lời đoạn mũi tên bình thường là các bạn tắt này các bạn. Còn đây mình hướng dẫn cho bạn các chị cái chương trình lợi mối. Chương trình lợi mối mình bấm lẹ, bấm chậm được. Bạn nhớ nè, bấm B, bấm hoài B04 là chương trình đầu vô. Đó, B04 là các bạn nhớ là chương trình tốc độ lợi mối đầu vô. Rồi bấm ít cái kiểm tra tốc độ các bạn. Nó bạn muốn lẹ thì tăng lên 1800. Xong rồi bấm ít nhớ. Này các bạn nhớ nè, kiểm tra tốc độ nè. B01 là chương trình lợi mối đầu vô. Rồi bấm ít cái này các bạn, 1800 là đúng các bạn. Rồi bấm ít nữa, nó là nhớ vô. Còn trình đã mối đầu ra là B05, bấm thêm cái nữa. Rồi bạn B05 là đầu ra các bạn, đầu vô là B04, B05 là đầu ra các bạn nhớ nè. Bấm ít cái kiểm tra tăng lên 1800 đi. Rồi bấm ít cái nữa, xong. Bạn nhớ nha. Nè đầu B04 là đầu vô, nó trình tốc độ đầu vô thì 1800. Xong rồi B05 bạn cũng 1800 luôn là ok. Nó rất là lẹ đây các bạn, nhớ vậy đó. Còn á là các bạn bấm muốn giao cắt nhanh, cắt mạnh, cắt không mạnh, cắt chậm, cắt lẹ luôn, các bạn nhớ đây. Đây các bạn nhớ nha, tắt máy. Bạn tắt máy là các bạn bấm BX. Nhớ bấm BX nè. Có máy là bấm B cũng được, một máy này phải bấm BX bạn nè. Đó, thì B70 các bạn giảm xuống còn 49. Các bạn nhớ là chương trình 49 là chương trình giao cắt lẹ cắt mạnh nè, các bạn nhớ nha. Bạn nhớ nha, nè, chương trình B49 là giao cắt mạnh lẹ, bấm X cái kiểm tra tốc độ nè, nói các bạn 230. Thì các bạn giảm còn 200 thôi là được rồi, cho nó im ái các bạn, nó cắt vậy được rồi, nó bấm ít nhớ nó chương trình 49 là các bạn nhớ chương trình 49 là chương trình giao chặt mạnh chặt lẹ các bạn, nó có số hết các bạn, mấy cái máy này chuẩn lắm các bạn, bấm ít cái nó là 200, mình đang xài 200 đó các bạn, nhớ vậy đó. Đó là chương trình giao cắt lẹ cắt chậm các bạn nhớ nha. Cái này nó đơn giản thì bạn mà không có nó cũng bực bội lắm, bởi cái clip của mình quay có hữu ích thì các bạn nhớ thương mình thì mới bấm like đăng ký kênh cho mình là mình vui rồi, có động lực mình làm thôi các bạn, chứ nhiều khi làm không biết có đạt gì không, nhưng mà kệ nó, bây giờ nếu giờ cuối đời mình làm cho nó vui các bạn đó, mình làm gì có mình giờ tự nhiên mình mê luôn làm YouTube làm này làm nọ các bạn đó, các bạn nhớ nha. Rồi các bạn muốn set máy thì các bạn chỉ cho bạn thằng máy bị lỗi gì các bạn set máy nha, nhớ máy điện tử các bạn xài khi mà nó đứng nó lỗi gì các bạn là phải tắt máy liền, thằng nó bền cái bộ hộp vậy đánh kéo hư cái bộ hộp. Xong bạn quay tay gỡ chỉ rồi đó, rồi quay tay thông thả rồi bạn mới mở máy lên. Bạn nhớ rằng là đây là chương trình set máy này các bạn. Bấm giữ lại tắt máy, tắt nguồn đi cho hết nguồn các bạn, giữ lại hai dấu kê cho hai dấu trừ các bạn. Phải nhấn vô trước các bạn. Nó không được là B ra B không nữa là B44 các bạn là đúng. Đó. Nè ra B44 các bạn nhớ nha. Đó ra B44 là set máy các bạn, xong bấm ít cái này. Ít ra 15 này, ít cái nữa. Đó. Các bạn nhớ nha. Rồi đó là chương trình set máy, nó bị lỗi gì thì set máy vậy thôi các bạn, chứ không có gì hết. Đó, rồi cái này nè các bạn, cái máy hộp này là ở đây, cái máy này của chị còn ok các bạn, chức năng còn lợi mối. Bên đầu bên trái là giảm tăng tốc độ, giảm tốc độ các bạn, ở đây là tăng tốc độ nè. Quýt là tăng tốc độ, còn đây là lơm, ít lơm là mình đọc thôi cái này chứ mình không biết tiếng Anh cái gì đâu các bạn. Là ít lơm là giảm nè, có cái con rùa, con thỏ các bạn. Đây là tăng giảm nè các bạn. Đó, tăng nè. Đó, mình tăng tới 1,5 đi.
là khỏi cần bấm BX cũng được các bạn. Cái máy này chức năng còn thì mình cứ xài thôi, không có gì hết các bạn. Nó là đó là reset máy, với mình hướng dẫn cho các anh em luôn cái thông dụng cái bản hộp của Wisin này các bạn. Nó là Wisin này là vậy thôi. Nó về cái đoạn cuối thì mình có rep vô cái Trung Quốc, nó hồi nãy kêu bạn nó gửi qua cái set máy hộp hộp mà BX mà chữ đỏ các bạn, mà hộp trục liền các bạn. Hướng cái đó các bạn để cái clip này rất là hay các bạn, để hữu ích luôn các bạn. Nếu không thì quên, nhiều khi người ta chỉ xong cái ngày mai quên các bạn. Nhấn ban đầu nhấn chữ X cái nó tắt nguồn, bấm mở giữ chữ X xong rồi mở nguồn lên, rồi nó ra cái gì không biết, xong rồi mình bấm mũi tên lên cái nó ra số 0 cái mình bấm dấu cộng lên số 3 cái mình bấm X cái nữa là nó set máy các bạn. Xong rồi các bạn là nó sẽ đi thay định vị, cái cò ở sai định vị thì các bạn bấm lên cho đúng định vị, quay cao lên bằng 0 rồi kim cũng cao vừa thích hợp. Cái cò là bằng 0 rồi các bạn hả, bấm B cái kéo để chụp B kéo xong nó ra 185 hay gì đó, số gì không biết. Bạn bấm X cái nữa là nó sẽ giữ lại cái định vị đó chỗ đó luôn, là nó cắt chỉ không kẹt chỉ. Bạn nhớ cái loại máy này cái 8700 gì đó, các bạn cắt mà kẹt dao hay gì nó lên ơ 7 hết đó các bạn. Ơ 7 là kẹt dao hoặc là bị kẹt ổ cái gì nó cũng ơ 7, các bạn nhớ nha. Lại rồi mình tắt máy liền, mình quay cho cái dao nó nhả về là nó bị lỗi gì đó thì bạn mình bấm nó đúng rồi mà bạn mới vận hành. Có khi mình tắt cái kéo mình xài, khi nào mình xài được mình làm được á mình mở kéo lên các bạn. Nó là thôi đến đây xin hết tạm biệt các bạn nha. Nó bình thường thì bấm like bấm kênh cho mình các bạn, thương mình thì vậy thôi, còn nhiều bạn thì lên trên mạng chăm chọc gì chi các bạn ơi, không có được gì đâu. Nói chung mình thương nhau đi, bỏ cái vụ mà chăm chọc nhau trên mạng. Các bạn thấy, các bạn ha, thấy có nhiều bạn, có một bạn sĩ gì đó Phạm Văn 24288 gì thắc mắc mình thì dạy làm thì đúng nhưng mà nói thì sai. Nói cái dao người ta nói là giá để kim hay là nói canh sai tiếp cần canh sai gì đó, mỗi người kêu khác nhau các bạn ơi. Thì mình kêu theo ý mình thôi, nhưng mà nguyên lý nó cũng như nhau thôi, giống như là giá để kim, giá để bạn kêu là giá để kim, còn mình kêu là bảo hiểm kim. Rồi đó thầy dạy thì giá mình học á là kêu bằng bảo hiểm kim, giá bảo hiểm kim các bạn. Là khi mình mai xuống kim dày là có giá bảo hiểm kim thì nó bảo hiểm cái kim, nó không gãy kim. Còn các bạn đó là giá để kim cũng đúng luôn, có nghĩ đen nghĩ bóng các bạn suy nghĩ cũng đúng. Nói chung là bạn nào đúng thì chuyện tốt thì góp ý thôi, chứ chăm chọc nhau nói rồi anh này đang chỉnh máy, anh quay phim, anh dạy nghề gì máy không kêu mà hay quá trời, rồi anh lên hầu lên làm máy nó kêu, rồi anh này anh dạy cách làm tổ trưởng chăm chọc nó móc nó méo chi, các bạn không có được gì đâu. Thương nhau đi anh em mình, thương nhau đi, cuộc sống kiếm cơm thôi chứ gì đâu. Vì đâu mà lại lên trên mạng, mà lên trên đó làm chi, mà cả mình cũng mấy trăm người đăng ký rồi, các bạn cũng biết gì chi có được gì đâu. Nói chung mình tốt người ta tốt lại thôi các bạn. Trên đời mình cái thương yêu lẫn nhau là được, là mình cũng làm cái này đặng mình quay cái cảnh đi ráp máy này nọ, từ mình làm cho sau này cái kênh phong phú lên, cũng giao lưu được các anh em cô bác, anh em và bạn bè hay là mấy em trẻ gì đó thì giao lưu cho nó vui với bạn ơi. Cuộc sống vậy là có ý nghĩa vậy thôi, rồi cũng rời đi rồi, chứ không phải có gì, không phải quê hương mình trên này đâu các bạn. Mình quê hương mình ở xa các bạn ơi, rồi mình cũng ai cũng phải đi về quê hương đó hết á, không có để lại, không có sách theo cái gì đâu mà chăm chọc nhau chi. Nói chung mà mình sống là phải thương nhau thôi, đùm bọc lẫn nhau, mình người Việt Nam bạn thương nhau hết, chỉ lên trên đó mà chăm chọc nhau chi các bạn. Nó nhớ là cuối là mình có ghép vô cái set máy hộp Yuki 8700 hiện đại nha các bạn. Bạn nhớ chúc bạn thành công nha, nó đợi giữ luôn, sau này có cần gì thì bạn lên nó set lại. Máy nó vậy thôi chứ không có gì các bạn. Nó rồi chúc mấy em với các bạn tổ hợp gia đình thành công nha. Nói chung là vậy thôi các bạn. Đó. Đây sẵn là mình nói cái máy này là cái hộp Wisin các bạn. Đó. Hộp là Wisin, hộp treo các bạn, hộp Wisin này bạn, chữ Wisin các bạn nhớ nè. Đó. Đó. Rồi thôi xin tạm biệt các bạn, với mình có rep cái clip cái đoạn phim mà set máy 8700 chữ đỏ các bạn. Rồi, xin tạm biệt bạn, chúc bạn thành công. 按照 S 键开机，屏幕上出现这个字母，出现这个 N01 的时候 ，S 键松掉，往上翻到03。行车的话，用3号恢复出厂，有这条虚线就恢复出厂成功。